khi trở thành nhà phân phối Nu Skin, anh chị sẽ có rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, bất kể là người mới hay đã làm lâu năm, nhiệm vụ cốt lõi và cũng là yếu tố then chốt mang lại sự thành công là anh chị chia sẻ về sản phẩm và cơ hội kinh doanh với nhiều người khác. Thật không may, đây chính là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến thất bại, đồng thời cũng là lý do của những định kiến về network marketing trong xã hội. Thử tưởng tượng, anh chị là một nhà phân phối chỉ vừa mới bắt đầu được một tháng. Chắc chắn anh chị sẽ chưa có đủ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm. Vì vậy, khi chia sẻ với người khác về Nu Skin, rất có thể anh chị sẽ cung cấp thiếu thông tin, nói sai, nói quá sự thật và cuối cùng là không trả lời được những câu hỏi của người đó. Quy trình tự động hàng ngày được trình bày sau đây có nhiệm vụ thay thế anh chị trong việc chia sẻ thông tin, giải đáp thắc mắc về chuyên môn khi làm kinh doanh với Nu Skin. Nói cách khác, ngay cả khi mới bắt đầu, còn đang trải nghiệm sản phẩm và học hỏi những kiến thức mới, anh chị vẫn có thể có khách hàng và tuyển dụng được người mới chỉ bằng cách áp dụng quy trình gồm 3 bước như sau. Thứ nhất, tìm hiểu nhu cầu. Thứ hai, chia sẻ video clip. Thứ ba, mời vào conference call. Chi tiết từng bước như sau. Bước 1, tìm hiểu nhu cầu. Về cơ bản, Nu Skin là giải pháp cho hai vấn đề: chăm sóc sức khỏe và tăng thu nhập. Vì vậy, trước khi giới thiệu về Nu Skin với người khác, anh chị cần trò chuyện, trao đổi để tìm hiểu xem nhu cầu thật sự của họ là gì. Hãy đặt nhiều câu hỏi để xem tại thời điểm hiện tại, người đó quan tâm nhiều về chăm sóc sức khỏe hay muốn tăng thu nhập. Bước 2, chia sẻ video clip. Tùy theo nhu cầu đã được xác định ở bước 1, anh chị sẽ chia sẻ cho người đó những video clip phù hợp. Nếu họ cần giải pháp chăm sóc sức khỏe, anh chị gửi địa chỉ website sungtresungkhoe.com. Nếu họ muốn tăng thu nhập, anh chị gửi địa chỉ website 4cachtangthunhap.com. Trong trường hợp mời người đó về nhà hoặc gặp mặt ở quán cà phê, anh chị có thể tải các video clip tại địa chỉ trên màn hình về điện thoại hoặc máy tính để mở theo thứ tự đã quy định. Một cách khác có thể áp dụng tại nhà là anh chị dùng thiết bị NuViet TV Box. Công cụ này được gắn vào TV và tự động phát các video clip về Nu Skin mỗi ngày, bất kể anh chị ở nơi nào trên thế giới. Bước 3, mời vào conference call. Sau khi chia sẻ những video clip phù hợp với nhu cầu của người đó, anh chị hỏi họ có thắc mắc hoặc cần giải thích thêm về những nội dung vừa xem không? Nếu có, anh chị mời họ tham dự hai conference call, đó là conference call 30 phút hỏi đáp và hội thoại Nu Việt theo thông tin trên màn hình. Hai conference call này diễn ra liên tục hàng tuần, chia thành nhiều nhóm chủ đề nhỏ và được phụ trách bởi những nhà phân phối Nu Skin đã thành công và có nhiều kinh nghiệm. Họ sẽ trực tiếp trả lời tất cả thắc mắc của những người do anh chị mời vào. Tóm lại, như anh chị vừa xem, quy trình tự động hàng ngày là giải pháp hạn chế việc nói nhiều, nói sai của những nhà phân phối mới. Đồng thời với quy trình này, công việc kinh doanh Nu Skin sẽ trở nên đơn giản hơn, dễ sao chép và nhân rộng hơn. Đã có rất nhiều người áp dụng hiệu quả quy trình này vào việc kinh doanh với Nu Skin. Anh chị có thể tham khảo những nhận xét của họ tại địa chỉ website trên màn hình. Công thức để thành công trong kinh doanh với Nu Skin không hề phức tạp. Đó là mỗi ngày anh chị đều đặn làm 3 việc sau. Thứ nhất, sử dụng sản phẩm Nu Skin và ghi nhận sự khác biệt. Thứ hai, kết nối và chia sẻ video clip với nhiều người khác theo quy trình ở trên. Thứ ba, tham dự conference call cùng đội nhóm. Điều quan trọng là anh chị cần phải tuân thủ và kiên trì thực hiện những gì đã được hướng dẫn. Khi đó, những thành quả đầu tiên, tức là khách hàng và những nhà phân phối mới ở tuyến dưới của anh chị sẽ sớm xuất hiện. Nếu những nhà phân phối đó là tiếp tục tuân thủ và kiên trì thực hiện giống như vậy thì theo thời gian, những thành quả phi thường sẽ đến với anh chị một cách tự nhiên. Hãy liên lạc ngay với người đã chia sẻ những video clip này cho anh chị để bắt đầu công việc kinh doanh với Nu Skin. Chúc anh chị thành công!